Theo ghi nhận của phóng viên, tới 1 giờ sáng nay dù lửa đã được khống chế một phần, nhưng nhiều gia đình sống quanh khu vực vẫn không dám ngủ, phải di tản đi nơi khác vì lo sợ đám cháy sẽ bùng phát và lan sang khu vực nhà dân. Hình ảnh được ghi lại lúc 1 giờ sáng nay. Nhìn từ trên cao, ngọn lửa dường như vẫn cháy dữ dội. Trong đêm, hàng trăm người vẫn đang miệt mài chữa cháy. Khu vực kho xưởng của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm sâu bên trong khu dân cư hàng trăm mét. Đường vào hiện trường vụ cháy hẹp, xe cứu hỏa được điều đến rất khó để tiếp cận. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ tối qua, nhiều người dân sống đằng sau khu vực nhà máy đã chủ động tìm mọi cách để dập lửa. Và đây là những đường ống nước được người dân tự kéo từ khu chung cư để dập tắt đám cháy đang bốc cao ngùn ngụt và có thể lan sang nhà dân bất cứ lúc nào. Thì cũng đã huy động các cái lực lượng tại chỗ của dân ở đây và các cái phương tiện cứu cháy của trong chung cư và cái khu dân cư này. Nên là bạn thấy là cái hệ thống thoát nước, cấp nước ở đây cũng đã huy động hết cỡ rồi. Cũng bơm rất nhiều khối nước từ cái bể của chung cư ở đây. Có một số gia đình là cũng phải đi sơ tán rồi. Nên là cái sự thật như vậy. Bạn biết là những cái khu ở đây rất nhiều người già, trẻ nhỏ và ngoài ra cũng rất là sợ các cái ở bên này là có một số cái bình ga. Đã nửa đêm nhưng bà Ngoã chưa thể ngủ được. Nhà bà cách nơi đang xảy ra đám cháy chỉ vài chục mét nên cả gia đình rất lo sợ lửa sẽ bén sang trong đêm. Để sẵn sàng ứng trực nếu lửa cháy lan sang nhà dân, bà và gia đình đã phun nước liên tục từ trên tầng thượng xuống. Bên dưới, bà cũng đã chuẩn bị sẵn hai vòi nước và một số dụng cụ chữa cháy thô sơ. Nói chung là đêm nay là không ngủ được đâu, tại vì lo nó vẫn còn đang cháy mà. Cho nên là không thể ngủ được. Chỉ có các cháu nó ngủ được thì ngủ, nhưng còn những chúng tôi là người già ấy là không thể ngủ được. Lo lắm. Mình phải thúc giục xem có ảnh hưởng nữa xảy ra cái gì, có phải báo cho các con để chạy ra khỏi nhà ấy. Để dập lửa, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải đập tường, phá bỏ lớp tôn của nhà kho để tiếp cận phun nước. Vụ cháy kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ đã gần như thiêu rụi hoàn toàn nhà xưởng công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Sáng nay, dù lửa đã được khống chế nhưng những cột khói đen vẫn bốc cao nghi ngút, mùi khét nồng nặc khu vực xung quanh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang túc trực tại hiện trường, phun nước làm mát để đám cháy không bùng phát trở lại. Sau một đêm sống trong sợ hãi, sáng nay, người dân sống xung quanh khu vực nhà máy cũng đã trở về nhà.